tư vấn. Cũng được. Bạn chậm. Bất công không? Chậm. Một tháng 500 mà. Tiết kiệm mình phải chia ra khoản nào đầu tư, khoản nào là tiết kiệm, khoản nào là mua xe. Ok. Mua xe là tiêu sản thì mình đã xác định tất cả mình tính toán. Bây giờ mình không thể chi khoản này sang khoản khác được không? Là bố lại mua mà ta kia nữa. Đức An bảo là tiền thuê nhà của nhà mình bao nhiêu, thấy rất an toàn. Kể bạn. Là bao nhiêu? Con đừng kể chuyện của nhà mình ra cho bạn. Không bao giờ kể, tự nhiên mình đi hỏi. Đúng rồi, bây giờ mình khuyên là. Không biết. Em bảo là cậu bên nhà khuyên. Thôi mà mua. Thôi. Nói, sao chứ? Mình không nên hả? Mình không nên kể chuyện của gia đình mình cho các bạn nghe. Không cần làm bí mật thôi. Đó. Ở đây chuyện bí mật của mình thôi. Không phải tốt rồi. Mà tốt nhất là cậu không nên hỏi. Nói với mẹ tớ ạ. Nên mình không nên kể cái gì gia đình mình kiếm được bao nhiêu tiền hay như thế nào nhé. Không kể đâu. Mình chỉ biết là nhà mình nghèo thế thôi. Mình cũng không cần lên kể cho các bạn là nhà tớ nghèo lắm hay gì. Không kể đâu. Không cần kể. Bản thân mình biết nhà mình nghèo là được rồi. Được chưa? Không nên kể bất kể chuyện gì cho gia đình mình cho người ta nghe. Các bạn kể thì kệ các bạn, còn mình không kể nhá. Người không kể thì đang ở thấp bình. Người kể không biết ăn quả đâu. Kể thông minh. Ngủ hát rồi. Người tinh tế. Tinh tế. Có tiền không nên khoe khoang, khoe khoang giỏi, không tự cao, nhưng mà mình cũng phải có đức tính. Biết tiết tốn, thật thà, đúng cả. Không nhớ bao hồi dậy. Giữ gìn vệ sinh sẽ tốt. Tắm. Yeah. Bán chén nó bán mà